ơi, hiện tại chị Linh Nhi đang ở resort Rock Water Bay ở thành phố Phan Thiết. Tại vì thời tiết ở Biên Hòa quá nóng nên gia đình chị Linh Nhi quyết định rằng sẽ có một chuyến đi biển để thư giãn đầu óc cũng như là có một trải nghiệm mới. Miu ơi, hôm nay Miu được đi biển nha. Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ thấy là Miu có lớn hơn so với lúc trước không? Bây giờ Miu đã là 1 tuổi rồi đó các em ơi. Và bây giờ chị Linh Nhi sẽ dẫn các em tham quan phòng của chị Linh Nhi nha. Ok, let's go. Phòng của chị Linh Nhi là phòng 605 nha các em nhé. Hello Phương. Cô đang làm gì đó? À, cô đang ăn cơm. Các em mời mấy cô đang ăn cơm. Cô ăn hết chưa nào? Cho các bạn nhỏ xem coi ăn hết chưa. Trời ơi, sao còn nhiều thế? Cô ăn cơm cái gì vậy? Ăn cơm gì vậy? Ăn cơm cà chua với trứng à? Ai làm đó? Mẹ. Đúng rồi. Ở nhà thì chị Linh Nhi đã chuẩn bị đồ ăn trưa để mang theo cho mọi người ăn. Ok, đây là phòng của chị Linh Nhi nè các em. Các em có thể thấy là một chiếc giường rất là bự luôn. Hồi đó giờ chị Linh Nhi đã ở rất là nhiều khách sạn và đi chơi nhiều nơi. Thì chiếc giường bự nhất mà chị Linh Nhi đã được nằm đó chính là 2m1 nhân cho 1m8. Nhưng mà chiếc giường này rộng tới 2m4 nhân 2m2 là nó cực kỳ bự luôn đó. Có thể là 4 người gia đình chị Linh Nhi nằm rất là thoải mái. Và ở đây có một cái dáng nhỏ nè cho bé Miu ra. Cái đây là bé Miu tự rộng lên luôn các em nè. Các em chị cho Linh Nhi cho các em xem nè đó. Miu đeo lên nào. Leo lên. Bây giờ chúng ta hãy cùng ra ngoài ban công xem thử nha. Và đây là ngoài ban công nè các em. Đây là cái chỗ mà chị Linh Nhi rất là thích luôn. Đứng từ trên cao thì chị Linh Nhi có thể là quan sát được biển từ xa và đồi cát vàng cũng như là view cả hồ bơi luôn nha. Chị Linh Nhi đã đặt cái phòng này ở tầm cao để có thể là quan sát được biển cho xa hơn. Đó, các em có thể thấy là rất là đẹp luôn nha. Đây là chỗ mà chị Linh Nhi rất cực kỳ thích luôn. Và ngoài ban công này người ta đã chuẩn bị một cái bàn và hai cái ghế để chúng ta có thể là ngồi đây uống nước và ngắm cảnh biển. Đó, rất là tuyệt vời luôn ha. Và một điều nữa chị Linh Nhi phát hiện ra là tường ở đây đó các em. Đây nè, ở đây là người ta đã ốp những cái vỏ sò vào đây là các em. Các em ơi, và ở đây có một cái cửa sổ lùa nè. Đó, trời ơi, các em có thể thấy tóc của chị Linh Nhi là bay rất là mạnh luôn. Chúng ta lấy gió tự nhiên cho thoải mái nha các em nhé. Chứ ở máy lạnh nhiều quá cũng không tốt. Máy không yêu. Bây giờ chị Linh Nhi sẽ cho các em tham quan phòng toilet nhé. Đây là toilet cho các em. Có toilet rất là rộng. Trong đây là người ta đã chuẩn bị sẵn nè, khăn nè, rồi xà bông tắm, xà bông gội đầu. Và ở đây cũng có một cái rèm. Đó. Có thể là quan sát được phòng ngủ. Hay ha. Phía trên này chúng ta sẽ nhìn xuyên thấu một cái dưới này đã bị che mờ rồi nhé. Nói chung á, cái toilet này khá là rộng và thoải mái. Nhưng mà chị Linh Nhi thích là có một cái bồn tắm ở chỗ này hơn thì sẽ hợp lý. Tại vì nó quá rộng, không có bồn tắm ấy, thì sẽ rất là bất tiện khi mà tắm cho các bé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ra bên ngoài chơi nhé. Các em ơi, ở đây có một cái đu nè. Bây giờ chị Linh Nhi sẽ cho bé cuốn đu thử nha. Ai? Đu lên, đu lên, đu lên, đu lên. Giỏi ta. Giỏi, giỏi, giỏi. Ghê, 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 ghê. Ăn cuốn. Mọi tay vô, mọi tay vô. Ai Miu, Miu ơi. Trời ơi, Miu bốc bậy bỏ vô miệng các em ạ. Miu à, ăn bánh thôi nha, đừng có ăn hoa nghe chưa. À, đây là khu vui chơi dành cho các em nhỏ trong resort các em ạ. Ở đây thì người ta đã trang trí một vài cái xích đu nè, rồi những cái cầu tuột rất là dễ thương luôn ha. Và ở trên đó thì có rợp cây xanh rất là mát. Thì các em thấy nè, rất là mát luôn ha. Nè 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 nè. Hours later. Bây giờ chị Linh Nhi sẽ cho hai bé xuống đồ bơi nha. Cuốn thì chị Linh Nhi đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ bơi màu tím này nè và kèm theo là một cái phao màu cam. Còn bé Miu thì sẽ bận bộ body suit và kèm theo là cái phao nắp nha các em nhé. Cái phao bé xinh xinh nè, chị Linh Nhi mới vừa sắm nè. Ok, bây giờ mình xuống hồ thôi. Đây là lần đầu tiên bé Miu
cứng hồ đó các em ạ. Bây giờ chị Linh Nhi sẽ cho bé Miu chơi ở đây trước nha. Miu ơi, Miu à, nè cho bé Miu cái phao nè. Chị Linh Nhi thả tay bé Miu ra đâu nè các em. Giỏi. Chị cho Linh Nhi xuống, cho xuống nước tắm mà cuối cùng là ngồi khóc tu lên thôi. Bây giờ chị Linh Nhi sẽ cho bé Miu đi chơi nha. Miu đi chơi nha Miu nha. Chị hai dở quá, không bằng Miu gì hết à.